phần thân trước là phần điểm nhấn đẹp nhất cũng như là phức tạp nhất. Chúng ta sẽ tiến hành cái phần mà xoay chuyển ly, thì các anh chị sẽ chú ý là đây là phần xoay chuyển ly dạng cao cấp, nó không phải kiểu bình thường. Vì vậy chúng ta xin chào tất cả các anh chị đã quay lại lớp học của Học viện Thời trang IDM Paris. Tôi là Vũ Trần Đức Hải, một nhà làm việc đào tạo thời trang chuyên nghiệp. Thưa các anh chị, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu video này với một cái câu hỏi, một cái thắc mắc là tại sao những người học các khóa học hoặc là học các cái kiến thức của thầy Hải IDM Paris lại có thể tạo ra được những mẫu đẹp đến như vậy, lại có thể tạo ra được những sự hút đặc biệt với khách hàng, họ rất đông khách hàng sau khi học những khóa học của tôi xong. Đó là điều đặc biệt, rất nhiều học viên đã sau khóa học đã nhắn tin cho thầy bảo thầy ơi, em đông khách quá, không có thời gian để làm và em kiện thầy, sao thầy dạy cho em cái phương pháp đặc biệt như vậy. Đó, thì vì sao lại có được điều đấy? Thưa các anh chị, là khi học những cái khóa học của tôi thì đầu tiên là tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể làm được những cái mẫu mà nó rất hiệu quả, làm nó rất nhanh và nó đẹp. Mà bởi vì tôi dạy cho các anh chị ấy những cái kiến thức mà nó vô cùng nền tảng, từ căn bản cho đến nâng cao. Đó, vì vậy các anh chị gần như là những cái mẫu nào mà đang được thị trường quan tâm thì các anh chị đều làm được. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là các khóa học của tôi thì những cái bài giảng của tôi thì tôi thường chọn những cái mẫu nó đang gọi là hot trên thị trường để tôi dạy luôn cho các anh chị, chứ không phải là dạy những cái mẫu từ cách đây hàng bao nhiêu năm trước. Đó, dạy những cái mẫu mà mới nhất bây giờ đang được khách hàng quan tâm, đang được thị trường quan tâm thì tôi lấy sẽ làm bài để mà làm cái bài giảng của tôi và tôi hướng dẫn luôn cho các anh chị. Thành ra là khi mà các anh chị đang trong quá trình học các cái khóa học chính thức của tôi ấy, thì các anh chị ấy đã gỡ luôn được tiền học phí, học đến bài số 5, số 6 đã gỡ được tiền học phí, và đương nhiên là học đến bài 7, bài 8 là có lãi luôn. Đấy, có lãi luôn chứ không phải đợi hết khóa học xong mà thực hành chán chê mới có tiền, mà có tiền ngay tại những cái bài đầu tiên. Chỉ cần duy nhất một điều là làm theo lời hướng dẫn của thầy Hải, có nghĩa là học xong, học bài nào xong là phải về thực hành ngay nhá. Thực hành ngay thì có luôn mẫu, vừa trả bài cho thầy và lại đưa luôn mẫu đấy lên để mà giới thiệu khách hàng và bán luôn là có tiền luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi. Thế thì anh chị nhìn đi, một cái mẫu như thế này là cái mẫu mà rất là mới, đang được thị trường quan tâm. Thế thì nếu mà các anh chị đã xem những cái video hướng dẫn miễn phí của tôi như thế này, các anh chị sẽ thấy rằng là tôi luôn yêu cầu là các anh chị xem xong dù bài miễn phí các anh chị cũng phải thực hành. Dù các anh chị thấy là nó rất là hay, nhưng mà hay đừng có để đấy, kiến thức mà không thực hành là kiến thức sẽ thành kiến thức chết. Vì vậy hãy nhớ là hãy khi mà đã xem những cái clip của tôi, đã yêu thích những cái đam mê, những cái về thời trang như thế này, các anh chị đừng lười biếng, hãy ngay lập tức hãy quyết tâm, hãy làm nhá, hãy làm, hãy thực hành. Và đó là điều tôi muốn nhắn nhủ, và đó là sẽ là một cái sự động viên dành cho tôi rất là lớn để mà tôi có thể thực hiện những cái video tuyệt vời tiếp theo, những cái bài giảng tuyệt vời tiếp theo để tặng cho các anh chị. Và để cho chứng minh cho cái giải thích là vì sao những học viên của tôi mà họ lại có những cái thành công như vậy, họ đông khách như vậy, họ tạo ra những cái sản phẩm đẹp như vậy, thì ngay ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái mẫu tuyệt vời này. Đây là một trong cái mẫu mà nó có giá bán hàng nghìn đô của nước ngoài. Và thôi, các anh chị học của tôi thì các anh chị người ta bán 20, 30 triệu, 40 triệu cái mẫu này, chúng ta học và chúng ta sẽ tạo ra cái mẫu bán 5, 10 triệu mẫu này thôi thì rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đó, các anh chị đã thấy hứng thú và muốn học mẫu này chưa? Nếu mà muốn rồi thì hãy chuẩn bị sẵn giấy bút và chúng ta hãy tập trung 100% năng lượng để theo dõi cái phần hướng dẫn của tôi ngay bây giờ. Xin mời các anh chị. Vâng, đây là mẫu mà ngày hôm nay tôi sẽ dạy cho các anh chị, một cái mẫu rất là quý phái, rất là đẹp các anh chị nhé. Các anh chị thấy rằng là cái cô người mẫu này mặc cái mẫu này thì tôi thấy như là nữ thần Hy Lạp, rất đẹp và sang nhá. Đây, góc khác này nhá, đằng sau anh chị thấy có đẹp không ạ? Cái mẫu này tôi đảm bảo là anh chị nào mà làm được những cái mẫu như thế này thì sẽ hút khách kinh khủng luôn, khách sẽ đến rất là đông. Đó, đẹp thế này cơ mà. Tôi nhìn, tôi hôm nay là tôi nhìn, tôi ngắm say đắm luôn. Và tôi muốn là hướng dẫn ngay các anh chị mẫu này nhá. Mẫu này là mẫu mới nhất đấy, mùa năm nay đấy. Toàn những cái mẫu đẹp. Thế thì các anh chị lưu ý rằng là hãy nhớ tập trung xem cái này, và ai là người xem cái này xong và thực hiện, thực hành luôn cái bài này
thì người đấy sẽ dẫn đầu doanh số luôn nhá. Chứ đừng để là những người khác làm rồi mình mới đi làm thì chậm lắm. Ok, cho nên là tôi sẽ vào luôn phần bài hướng dẫn đây nhá, sốt ruột lắm rồi. Đó, để đây nhá. Thế thì cái mẫu này là một cái mẫu mà gọi là mẫu bất đối xứng ở phía trên nhá. Toàn bộ phần phía trên đó là bất đối xứng, còn ở phần phía dưới là cái chân xòe nhá, đối xứng. Thế thì vì vậy là chúng ta sẽ phải cần, trước khi vào chúng ta làm thì chúng ta phải cần, thứ nhất cái quy trình như tôi hướng dẫn các anh chị là chúng ta phải có cái form để vẽ phác thảo này. Anh chị nào chưa có thì mau chóng liên hệ với học viện nhé, để mà khi mà mua những cái sản phẩm như bộ dập hay là bộ dụng cụ thì sẽ được tặng cái này nhá. Tôi biết là các anh chị đang rất là mong muốn là có cái bản này đấy. Trường hợp mà không có thì thôi cứ vẽ tạm, nhưng mà vẽ tạm thì nó sẽ khó nhá. Đấy. Tiếp đến là để làm mẫu này thì đây là mẫu kiểu chúng ta sẽ phát triển trên form rộng đầm cơ bản, form chuẩn. Đó, thì các anh chị nào mà chưa có trên tay cái mẫu này thì cũng nhanh chóng tìm số điện thoại của viện để chúng ta có trên tay. Rất nhiều người, cả mấy trăm người vừa rồi là họ đã có trên tay bộ dập này rồi. Thế hà cớ gì mà mình chưa có nhá. Thì hãy mau chóng, bởi vì là muốn làm mẫu đẹp ấy, thì các anh chị phải có form đẹp. Form mà không đẹp thì thôi đấy nhá. Làm mất công mà trên một cái form mà của các anh chị mà từ trước này nó không chuẩn đấy thì thôi, coi như là không muốn làm nữa, đúng không? Thế thì nhanh chóng liên hệ với học viện để mà có được trong tay bộ dập đầm chuẩn mang mã là D9999 đấy, vàng muốn số 9 ấy, đợt này vàng đang tăng rất là cao nhá. Ok, thế thì ở trong bài này thì để cho các anh chị dễ quan sát thì tôi sẽ sử dụng bộ dập đầm chuẩn nhưng mà tỷ lệ là 1/2. Đây là tỷ lệ 1/2 đây thưa các anh chị nhá. Tức là các thông số nó đều bằng 1/2 nhá. Thế thì các anh chị yên tâm là dù tôi dùng cái tỷ lệ 1/2 này nhưng mà trong quá trình tôi hướng dẫn các anh chị làm thì tôi sẽ có một cái thước quy đổi như thế này nhá. Cái thước thông minh là quy đổi, thì trong quá trình tôi làm kích thước nó là bao nhiêu tôi sẽ vẫn đọc cái kích thước đó. Ví dụ kích thước là thực tế là 5cm thì sẽ là 5cm. Các anh chị có thể sử dụng áp dụng luôn cho cái mẫu mà tỷ lệ 1:1 của các anh chị nhé, không cần phải quy đổi vì tôi đã có thước quy đổi rồi, thấy chưa? Đấy, rất chuyên nghiệp, phải nghĩ cho người khác như thầy Hải đấy. Và cái mẫu này là mẫu bất đối xứng cho nên là các anh chị sẽ làm như sau cho tôi. Thân trước, đây là thân trước này, anh chị sao cả hai bên cho tôi trái phải nhé. Và chúng ta sẽ cần hai cái thân trước. Đấy, cái miếng thứ hai thì các anh chị chỉ cần sao bên trên thôi nhá. Vì sao như thế thì chút nữa tôi xem bài giảng này sẽ biết. Sau đó là cái thân đằng sau thì các anh chị cũng sao hai miếng cho tôi như thế nào nhá. Hai miếng bởi vì là mẫu bất đối xứng nên là phải có trái và phải. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thiết kế mẫu này bằng cái bước đầu tiên, đó chính là vẽ phác thảo các chị nhá. Hãy theo tôi vẽ phác thảo, xem nhiều vào là các chị sẽ vẽ được. Thank you.
Tôi đã vừa vẽ xong cái phần phác thảo thì các anh chị sẽ thấy rằng là cái việc mà vẽ phác thảo như này rất là quan trọng. Khi chúng ta vẽ, chúng ta đặt bút thì lúc đó là chúng ta đang phân tích và chúng ta đang suy nghĩ. Vì vậy cái việc vẽ phác thảo như này là coi như một lần chúng ta đã phân tích mẫu rồi. Cho nên cái phần tiếp theo thì khi mà chúng ta làm thì nó sẽ rất là chính xác. Từng nét bút chúng ta đặt ở đây thì chúng ta sẽ biết là cái ly này hướng nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có những phương án tính về mặt kỹ thuật. Ví dụ là tra khóa thì tra khóa sườn ở đây chứ không phải tra khóa đằng sau sống lưng. Rồi thì ở đây thì cái phần làm thiết kế này thì ngày hôm nay tôi sẽ dành cái sự đặc biệt cho các bạn. Tức là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta kết hợp nhiều phương pháp thiết kế vào trong này nhé. Trong này chúng ta sẽ được học phương pháp xoay chuyển ly đẳng cấp, tức là loại cao cấp, ấy, loại khó với cái phần trên này. Và sau đó là phần làm theo phương pháp 3D là với phần lót. Rồi đến phần tay cũng phải làm theo phương pháp 3D. Phần chân váy này sẽ kết hợp cả 2D và 3D. Đấy, cho nên là một cái mẫu này là mẫu rất đẳng cấp, mẫu này là mẫu cả nghìn đô, nếu ở nước ngoài thì bán cả nghìn đô đấy. Cho nên mẫu này tôi sẽ hết mình vì các bạn, tôi sẽ dạy cho các bạn cái điều đặc biệt, tức là sẽ kết hợp cả hai phương pháp 2D và 3D trong đây. Vì vậy hãy trân trọng bằng cách xem tập trung và nhớ xem xong phải làm bài tập luôn, phải làm mẫu này các anh chị nhé, thì mới xem của tôi, còn không thì đến đây dừng lại không xem nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thiết kế bằng việc sẽ cắt cái phần eo của thân trước và thân sau ra. Bởi vì ở đây chúng ta thấy mẫu này là mẫu có đường can eo các anh chị nhé. Bắt tại vị trí này, cả thân trước và thân sau, các chị nên nhớ rằng thân sau là cũng có hai miếng trái phải. Chúng ta sẽ cắt cái phần đường ngang eo ra. Và ghi là thân trước, cái phía dưới ghi thân trước, thân sau nha, để cho nó không bị nhầm lẫn. Giờ thì tôi sẽ dán hai cái miếng thân sau vào với nhau. Nhớ rằng mẫu này là chúng ta sẽ tra khóa sườn chứ không phải tra khóa ở xương sống. Tôi sẽ làm cái cổ ngang lệch ở phía thân trước và cái điểm ngang này thì nó sẽ cao hơn cái chân cổ một chút, cho nên tôi sẽ dán cái giấy. Sẽ sau khi vẽ cái phần ngang cổ thì tôi sẽ bắt đầu vẽ các cái ly. Các anh chị chú ý là tất cả những cái phần ly này thì nó sẽ hướng đến những cái điểm mà chúng ta có thể xoay chuyển ly được. Cho nên là các cái đường này thì chúng ta cần phải có những cái sự tính toán rất là kỹ để nó sẽ đảm bảo khi mà lên thì nó sẽ phẳng. Đó, anh chị hãy chú ý phần tôi lựa chọn các điểm tỷ lệ.
phần nách này thì tôi sẽ đánh gấp vào một chút. Tôi sẽ cắt gọt đi. Đó, chúng ta cắt cả phần cổ cũng như là nách đi. Sau đó thì chúng ta sẽ khớp cái phần thân sau vào để chúng ta sẽ bắt đầu làm cái tạo cái đường chéo ở đằng sau, bởi vì đằng sau cũng là bất đối xứng các anh chị nhé. Nó sẽ có đường chéo như ở trên ảnh các anh chị nhìn đó. Đó. Và cái đường chéo này các anh chị thấy không? Nó sẽ đi dọc qua phần nhọn của cái ly dọc ở bên phải. Điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể xoay chuyển được ly. Bây giờ tôi sẽ vẽ các cái ly, các cái band mới mà tôi sẽ muốn tạo hình giống như trong mẫu. Ly thứ ba này tôi sẽ dùng thước hơi đánh cong một chút và chúng ta sẽ dán sập cái này vào. Bây giờ thì tôi sẽ làm động tác xoay chuyển ly với cái ly ở giữa. Đó, các anh chị thấy không? Khi mà chúng ta cắt đến hướng thì ngay lập tức nó sẽ mở ra để nó sẽ làm cho cái phần miếng dập chúng ta nó sẽ được phẳng. Tiếp đến là một cái phần cũng xoay chuyển ly nữa. Mẫu này tương đối là cao cấp, những cái phần xoay chuyển ly này là dạng cao cấp, các anh chị cần chú ý kỹ nha.
Đó, và tôi sẽ xếp những cái ly nó theo cái chiều ở trên mẫu nhé. Nó sẽ phải theo cái chiều, một chiều cố định chứ không phải xếp ngẫu nhiên đâu. Và sau đó chúng ta sẽ lấy kéo chúng ta cắt. Rất đơn giản phải không? Ở đây chúng ta sẽ đánh dấu cái chiều mũi tên là chiều ly xếp. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần thân trước, là phần điểm nhấn đẹp nhất cũng như là phức tạp nhất. Chúng ta sẽ tiến hành cái phần mà xoay chuyển ly. Thì các anh chị sẽ chú ý là đây là phần xoay chuyển ly dạng cao cấp, nó không phải kiểu bình thường. Vì vậy chúng ta phải tính toán rất là kỹ. Đối với cái ly ở phía giữa này, đầu tiên là chúng ta hãy vẽ cái bên dọc bên tay phải nối với cái đỉnh ngực để chúng ta sẽ tiến hành cái việc mà xoay chuyển ly. Ở đây ly của nó có độ rộng là 3 phân. Và tôi sẽ chia ra là một chỗ là 1 phân và còn một chỗ là 2 phân. Đó, cái phần tôi đang chấm đó là chỗ đó sẽ là độ rộng là 2 cm. Còn lại cái vị trí cũ thì để 1 cm thôi. Nó chúng ta để 1 cm thôi. Tức là chúng ta sẽ sập vào 1 cm. Thì 1 cộng với 2 bên kia là 3. Là vừa đủ cho cái ly này. Chỗ này các anh chị cần xem thật kỹ. Nếu mà chúng ta xem một lần không hiểu, chúng ta xem nhiều lần cái đoạn này nhé. Thì tôi nhắc lại đây là phần rất là cao cấp. Các anh chị đang được xem bài giảng hướng dẫn chuyên nghiệp của Vũ Trần Đức Hải Master, bậc thầy về đào tạo thiết kế thời trang chuyên nghiệp. Vì vậy hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh để xem được những cái video tiếp theo mới nhất của chúng tôi, và ấn nút like để cho chúng tôi có động lực làm những cái video tuyệt vời phục vụ các anh chị. Nhấn nút subscribe và nhớ nhấn vào hình quả chuông để chúng ta biết được thông báo khi có bài mới. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành đóng mở những cái ly đã tạo ra. Ở đây cái ly này thì tôi thấy là cần phải có một cái chút điều chỉnh. Chút điều chỉnh thì nó sẽ giống với mẫu hơn. Làm một cái bài xoay chuyển ly này chúng ta phải tính toán rất kỹ, rất kỹ. Tuy nhiên là các anh chị khi chúng ta xem thì chúng ta hãy tập trung cao độ. Nếu không hiểu chúng ta xem lại chúng ta sẽ hiểu. Cứ làm từng bước một, không vấn đề gì cả.
đừng nản chí các anh chị nhé. Rồi, và bây giờ tôi đã mở xong được 3 cái ly. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái ly thứ tư. Chúng ta còn 2 cái ly nữa. Ly này thì đơn giản rồi. Xoay chuyển. Đó, trong quá trình tôi đang quay bài giảng thì rất nhiều người bình luận, thậm chí có những người gọi điện đến hỏi tôi tư vấn khóa học. Tôi rất vui vì điều đó, nhưng mà điều này cũng làm cho tôi là cũng phải rất nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình làm bài giảng. Bởi vì nếu như bình thường là sẽ bị mất tập trung, nhưng mà tôi có khả năng là làm tốt cái việc bài giảng cũng như là tư vấn cho các anh chị, vì tôi yêu thích công việc này. Rồi chúng ta mở tiếp cái ly cuối cùng bằng cách bấm nhả cái ly mà hướng đến nách, sau đó chúng ta đặt lên tờ giấy trắng. Cái ly này thì nó sẽ, tôi lấy thước để đo, nó có sẽ độ rộng khoảng 5 cm các anh chị nhé. Còn các cái ly còn lại thì nó sẽ mở theo cái việc xoay chuyển ly. Cắt bớt cái phần dưới đi. Sẽ xếp những cái ly này theo một cái chiều là hướng từ hất từ bên phải qua bên trái. Ta sẽ xếp ly theo cái cách mà tôi đang làm. Và ta sẽ lấy kéo chúng ta cắt để tạo ra chính xác những cái đường zig zag. Sẽ làm dùng con lăn để lăn để sang dấu, để chúng ta sẽ cho cái phần này, cắt cái phần này đi.
và chúng ta nhớ đánh những cái ly, hướng ly, mũi tên nhé. Rồi, anh chị thấy là rất đơn giản phải không? Bây giờ tôi sẽ đưa tạm lên mano canh. Anh chị thấy không? Rất sắc nét. Đó. Chỉ có làm theo phương pháp của tôi như này thì anh chị mới thấy là nó dễ hiểu. Chứ không bình thường là làm là loằng ngoằng lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm phần lót bằng cái miếng dập thứ hai mà tôi bảo các anh chị sao đó. Đó. Tôi sẽ cắt những cái đường này để chút nữa mình dán băng dính vào thì mình đưa lên mano canh. Phần lót này sẽ làm theo phương pháp 3D, tức là làm trên mano canh. Đó, chúng ta sập vào như thế này và đưa lên ghim chính xác theo các cái đường trục của canh để làm sao nó khớp với cái miếng bên ngoài nhé. Thì chúng ta sẽ sao chính xác phần cổ. Và bây giờ là tôi đang hướng dẫn mọi người cách để chúng ta làm phần tay. Phần tay rất là điệu. Chúng ta sẽ sử dụng hai cái miếng giấy và có cái kích thước như tôi vừa đưa ra cho các anh chị xem. Đó, sau đó chúng ta sẽ dán vào thân trước và thân sau theo cái độ chéo của nó. Và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai cái miếng này, cái phần mà vừa dán này với nhau, làm sao cho nó vừa đủ cái độ chéo tự nhiên nhất của tay. Và chúng ta sẽ tạo hình trên trực tiếp trên 3D. Rất đơn giản thôi. Chỉ có làm theo cách này thì mọi thứ nó mới đẹp, nhìn nó tự nhiên nhưng mà nó lại rất là chính xác. Chứ các anh chị làm mà theo công thức nó rất máy móc nhưng mà chưa chắc đã đẹp. Đây là cách làm cực kỳ trực quan, mới thấy được cái sức mạnh của làm theo phương pháp 3D. Nó vừa dễ hiểu mà nó lại đẹp. Đó, chúng ta chỉnh một chút, nó chưa được khớp nhau, tôi sẽ cắt đi, tỉa bớt. Rồi, giờ bây giờ nó cũng tương đối khớp rồi đấy. Ok. Chúng ta lấy lại cái phần vừa cắt ra để chúng ta sẽ làm cái phần dây vai ở phía thân sau. Thì làm cái dây vai này nó sẽ có hai cách làm.
một cách làm cầu kỳ để mà dành cho những vị khách đặc biệt, khách VIP, tức là như cái mẫu mà người ta đang bán cả mấy nghìn đô này, người ta sẽ làm theo là tức là nó liền. Còn tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách thứ hai là cách làm theo kiểu làm nhanh để phù hợp với khách của các anh chị, là chúng ta chỉ cần bán sản phẩm này từ 5 đến 10 triệu thôi, cũng không cần bán mấy nghìn đô, đúng không ạ? Cái khách của chúng ta, cho nên là chúng ta sẽ làm kiểu cái dây thân sau này, dây vai thân sau này nó kiểu đơn giản hơn, tức là có phần can ở trên vai. Đó, và chúng ta sẽ tạo hình và chúng ta sẽ vẽ những cái đường ly xếp để bắt đầu mở nó ra. Tôi đang làm tỷ lệ 1/2, cho nên là cái này nó khá là nhỏ. Làm khó hơn, các anh chị sẽ làm tỷ lệ 1/1 thì nó sẽ dễ hơn nhá. Sau đây chúng ta xếp vào như này và nhớ làm một miếng lót đằng sau để chúng ta quay lộn. Khi chúng ta may thì chúng ta sẽ may can với cái phần vai đằng trước. Giờ thì tôi sẽ đo cái chiều dài trên váy. Ở đây tôi muốn là chiều dài tính từ eo xuống là 60cm. Và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cắt chân cong này, cắt trực tiếp luôn. Và từ cái này chút nữa chúng ta cũng thể ra mũ dập được nhé. Đây, thứ nhất là 60cm chiều dài và bề ngang là 75 nhá. Ngang khổ vải, các anh chị gấp đôi cái vải lại thì chúng ta được 75cm ngang như trên hình. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái thước cong, chúng ta vẽ một cái đoạn cong chiều dài là 23, góc này 23cm. Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ 60cm đều để tạo thành một cái chân cong có chiều dài là 60cm từ eo xuống. Lấy kéo cắt là xong thôi. Rồi. Và bây giờ tôi sẽ làm luôn cả cái phần mà cho các anh chị xem. Tức là chúng ta sẽ dùng kim để chúng ta khâu vào để chúng ta rút nhé. Để cho nó đều, cho đẹp. Và sau đấy đính lên cạnh. Cái phần chân đầm là tôi đã cắt theo cái dạng mà cả thân trước thân sau thì nó là hơn 360 độ các anh chị nhé. Và thực tế thì nếu mà nhìn kỹ cái này thì cái này nó cong hơn nhiều, tức là thậm chí nó có thể lên 720 độ đó. Thì nhưng mà ở đây thì cái dáng tôi muốn là để cho nó dễ mặc, cho nên là tôi cắt cái vòng cong nó ít hơn nhá, gốc của người ta là sẽ nhiều hơn đó. Thì cái này cắt cong thì các anh chị biết rằng là vừa rồi tôi cắt thì nó theo phương pháp 2D nhá, các anh chị nhìn cái thông số là chúng ta có thể cắt được luôn
Và sau khi anh chị cắt xong mà đã ưng ý rồi thì anh chị có thể ra mẫu giật, đặt lên giấy và chúng ta sao mẫu giật để lần sau chúng ta sẽ tái sử dụng, mình sẽ sản xuất số lượng nhiều thì mình không cần phải làm lại nữa đó. Nhưng mà tuy nhiên là cái chân này thì nó còn một cái phương pháp nữa rất hay và đẳng cấp, đó là làm theo phương pháp wrapping 3D. Bởi vì cái đó thì làm nó sẽ hơi lâu hơn một chút xíu nhưng nó sẽ đẹp hơn đó. Thì cũng như anh chị nào mà quan tâm thì chúng ta có thể là, thì cái đó nó sẽ được dạy trong cái bài giảng tại khóa học 6 Leo Online, sẽ có những cái phần như vậy. Thế thì vừa rồi tôi đã hướng dẫn anh chị chúng ta làm những cái phần quan trọng nhất, cơ bản nhất. Ví dụ như là phần thân trước, đó, anh chị thấy không? Thân sau, thân trước và phần lót nhá. Đây là phần lót, anh chị thấy là lót và chính của thân trước phía trên này, nó nhìn nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì là nếu mà chúng ta làm y hệt như này thì nó sẽ dày. Đấy, cho nên là tôi đã làm theo một cái phương án là form cơ bản và tôi đã đặt chồng hai lớp lên để mà vẽ được cái chính xác đường cổ cũng như là đường nách bên phải đó, và mình làm theo phương pháp này thì nó sẽ rất là đẹp nhé. Và đây là cái bản đai. Thì bản đai ở đây là tôi đang hướng dẫn các anh chị là làm theo cách đơn giản nhất, tức là cái này là chúng ta gọi là phục vụ cái khách hàng theo kiểu Việt Nam. Bởi vì nếu mà làm đúng theo kiểu của họ ấy, thì cái đầm nó là phải vài nghìn đô, thì nó sẽ có một cái cách khác, tức là nó sẽ cầu kỳ hơn, tức là nó sẽ liền. Còn ở đây tôi đang hướng dẫn mọi người cách là để cái loại này là nó sẽ may can nhá. May can này thì làm nó sẽ đơn giản hơn và chúng ta làm thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, thì anh chị có thể bán những cái sản phẩm này 5 hoặc 10 triệu là cũng ok rồi, đúng không? Còn anh chị nào muốn học sâu hơn thì đương nhiên là phải đi sâu hơn với tôi để vào những khóa học mà chính thức. Đó, thì ở đây trong cái điều kiện của khóa học miễn phí như thế này thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng là những bài giảng của thầy Hải IDM Paris giảng rất là dễ hiểu, rất là rõ ràng. Và các anh chị xem là gần như 100% các chị đều có thể hiểu được. Nói như vậy để các chị hiểu rằng là đây là lớp miễn phí mà các anh chị còn thấy dễ hiểu như vậy, thì tại những cái bài học của khóa có phí nó sẽ dễ hiểu và nó sẽ chuyên nghiệp gấp nhiều lần các anh chị nhé. Và các anh chị nên nhớ rằng học miễn phí như này thì chúng ta sẽ được dạy để làm những cái mẫu cụ thể như này, còn học mà có phí thì giá trị nó gấp hàng trăm lần, bởi vì là khi đấy các anh chị sẽ được dạy một cái kiến thức tổng thể từ căn bản đến nâng cao, và sau khóa học là anh chị có thể nhìn mẫu nào các anh chị cũng có thể chiến được, có thể làm được. Và đấy là những cái giá trị rất rất lớn mà anh chị có học hoặc học tính phí mới có được thôi nha. Cho nên là các anh chị nào mà có sự nghiêm túc trong nghề nghiệp muốn đi xa hơn, tôi khuyên hãy nên quan tâm đến khóa học online có phí và sẽ nhìn trên số trên màn hình để các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi. Bởi vì chương trình lần này đang dịch Covid thì chúng tôi đang dành những cái ưu đãi cực kỳ lớn, nên là các chị nhấc máy gọi bây giờ ấy thì sẽ được nhận ưu đãi lớn, còn để sau dịch Covid này thì nó sẽ không có còn giá ưu đãi như vậy nữa đâu nhá. Và một lần nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái mẫu này, mẫu dập này sẽ nằm trên màn hình cành như thế nào, đảm bảo các anh chị sẽ thấy rất hài lòng. Và trước khi kết thúc bài giảng tại đây, tôi cũng đều lưu ý các anh chị là chúng ta xem chúng ta thấy rất hay, rất chuyên nghiệp, nhưng hãy nhớ rằng ngay sau bài này hãy thực hành ngay, hãy làm ngay mẫu dập để tay nghề các anh chị được nâng cao. Và sau đó chúng ta sẽ đặt lên vải, chúng ta sẽ cắt, hãy chọn những loại vải thật đẹp, bởi vì mẫu này là mẫu cả nghìn đô nha. Đừng chọn cái mẫu giá rẻ, bởi vì tư duy làm giá rẻ là một tư duy không bao giờ phát triển được. Hãy tạo ra những cái mẫu rất đẳng cấp. Ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho anh chị làm những cái mẫu mà theo phương pháp cực kỳ hay như thế này, và nó cũng giải thích vì sao mà các nhà may, những người học của thầy Hải IDM Paris, họ rất đông khách, họ rất hút khách, bởi vì họ đã chọn cái cách làm, cái cách hướng dẫn của thầy Hải và họ tạo ra những cái sản phẩm tuyệt vời như thế này nhá. Vì vậy ngày hôm nay nhân cơ hội này, khi mà xem cái này miễn phí như này, hãy quý trọng nó và hãy thực hành ngay. Thực hành xong may lên sản phẩm, đăng lên Facebook, khoe với khách hàng, khoe mọi người, đảm bảo các anh chị sẽ rất đông khách. Và các anh chị muốn đông khách hơn nữa, hãy dùng cái quy tắc đứng trên vai người khổng lồ, hãy tác tên thầy Hải vào, nói những lời cảm ơn chân thành, để khi mà tiếng tăm của tôi đang nổi tiếng, mọi người đang biết đến nhiều tôi, thì các anh chị sẽ khi mà tác tên tôi vào, khách hàng cũng như mọi người sẽ biết được đẳng cấp của các anh chị nó đang ở tầng rất là cao, và các anh chị sẽ được đẩy cao thương hiệu cá nhân của mình lên. Đấy là một bí quyết của tôi chia sẻ với anh chị, cho nên là hãy làm sản phẩm ngay nhá. Ra mẫu chụp hình, viết bài thật tích cực, khoe với khách hàng, giới thiệu với khách hàng và tác tên Vũ Trần Đức Hải. Chúc các anh chị sẽ thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị tại các bài giảng sau. Bye bye.
video này thực sự hữu ích, xin hãy làm 3 điều sau. Hãy nhấn vào nút like, nút yêu thích để ủng hộ chúng tôi. Thứ hai là nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh. Và sau đó nhấn vào hình quả chuông để các bạn sẽ biết được những video mới sớm nhất. Và thứ ba, hãy để lại những comment, bình luận, đó là những thắc mắc, những chia sẻ của các bạn để chúng tôi dễ dàng giúp đỡ các bạn hơn.